Xin chào anh Hồ Nguyên Khang ở Khánh Hòa và xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay em sẽ test cho anh một cái bộ mạch khuếch đại 2.1 chạy 500W chạy số C5200. Thì sản phẩm này bên em đang bán với giá hiện tại là 740.000 nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor Shopee để đặt hàng nhé. Shop bên mình hiện tại đang có hai cái tên là linh kiện 789 hoặc mèo vật 789 đấy. Rồi trước khi vào test hàng thì em nói sơ qua về cái cách kết nối nhá. Trước tiên thì là cái mạch này nó ăn cái nguồn 24V đôi này. Thì em đang cho nó ăn cái nguồn 24V đôi. Tín hiệu vào em đang kết nối với một thiết bị Bluetooth vào cái jack này nhá. Còn loa ra thì em đang cho nó chạy một cái súp 25 và một đôi loa full bát 25 luôn. Đấy, cái kết nối chỉ có như vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Và bây giờ em sẽ sử dụng một cái bài nhạc để đây, Tàu Anh Qua Núi của kênh Nhạc Sống Quê Mình. Và dưới này em sẽ sử dụng một cái bàn equalizer để chỉnh âm nhé. Ok, và bây giờ em sẽ mở nhạc này. Trước tiên là về âm súp nhá. Và bạn nào mà muốn nghe chi tiết từng âm sắc của âm thanh ấy thì nên đeo tai nghe hoặc là kết nối với bộ âm thanh ở ngoài nhá. Không có cái loa điện thoại nó sẽ không nghe rõ đâu. Nó không có chi âm bass, âm trung chép gì đâu. Trước tiên là về âm súp này. Đấy. Nó mới nhích nhẹ lên thôi mà súp nó đã đánh như vậy rồi. Nhích nhẹ lên tí này, không cần nhiều mà nó đã đánh đến như vậy rồi. Rồi ok, bây giờ đến hai kênh trái phải. Ok, đến bass này. Thật sự là đôi loa này nó mà đánh hơn tức được luôn. Bây giờ em sẽ cho tất cả các cái âm thanh này với nhau nhá. Âm sắc của súp bass chép luôn này nhá. We'll be right back.
1 xem nó có hoạt động bình thường không nhá. Em rút cây thứ nhất ra nhá. Như vậy là còn một loa hoạt động này. Rút luôn cây thứ hai này. Ok, đã bây giờ là còn mình xúc hoạt động hai cây ra. Rồi rút luôn xúc này. Rồi dừng tất cả luôn. Bây giờ mình kết nối lại xúc nhé. Lúc nãy em rút cây thứ nhất ra trước, bây giờ cho cây thứ nhất vào trước. Để kiểm định rằng là cây thứ nhất cũng hoạt động. Ok, như vậy hôm nay em đã test xong cho anh một cái mạch khuếch đại 2.1 500W chạy sò C5200 rồi nhé. Rồi bây giờ em sẽ tháo tất cả các nguồn ra và tín hiệu loa để em đánh dấu ký hiệu đóng hàng gửi hàng lại cho anh nhé. Tuy nhiên là rút nguồn ở trước đã này. Và nói lại một lần nữa là nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập xem đó Shopee để đặt hàng nhé. Shopee mình hiện tại đang có hai cái tên là Linh Kiện 789 và Mèo Vật 789 đấy. Và nói thêm là bạn nào mà muốn đặt trên trang web của bên mình thì lên website linhkien789.vn để tham khảo và đặt hàng luôn trên đó cũng được nhé. Tất cả các mặt hàng bên em đang bán thì nó sẽ nằm đầy đủ trên đó. Đây sẽ là Mèo Vật 789. Thật sự các cái chân linh kiện này nó đánh dấu nó rất khó nên vẽ lung tung luôn. Đây là ký hiệu sản phẩm của anh nhá. Và xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.